Chiều ngày 22 tháng 3, ghi nhận tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4304D, đường số 1 thuộc khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Các phương tiện xếp thành hàng dài, hầu như xe đến đăng kiểm từ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Trung tâm hoạt động 2 dây chuyền với 6 đăng kiểm viên, hiệu suất đạt khoảng gần 70-80 xe một ngày. Tới đây cũng 6 năm qua rồi, mà đến bây giờ thì được hơn ngày mà lấy được phiếu. Nhưng mà xong xuôi xe khoảng 4-5 ngày á. Cũng mong chức năng là những cái lỗi là lạc vặt, ví dụ như không thiết rồi gì đó là thùng đồ là có thể bỏ qua, để cho bỏ những cái lỗi nhỏ ở đây để cho anh em còn được đăng kiểm để về còn đi làm kiếm chất cơ nữa. Còn như đây thì can quá, hoặc là cái lỗi mà ví dụ như quá tải rồi thì tôi cũng đồng ý, còn như đây thì can quá để em tội cho họ không về Việt Nam. Mình nằm chờ ở đây 4-5 ngày trời rồi mà chưa nói là vô khóm xong là về còn đi sửa xe nữa, là kể cả như là gần như một tháng là chưa khóm được chiếc xe, chưa xong chiếc xe thì lấy cái gì lò mang để mà còn lo cho gia đình nữa. Đề cập việc ùn ứ, đại diện trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4304D cho biết một dây chuyền bắt buộc phải có 3 đăng kiểm viên. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 3, do một đăng kiểm viên bị bệnh nên chỉ còn một dây chuyền hoạt động. Những ngày này để đáp ứng nhu cầu người dân, các đăng kiểm viên làm việc hết công suất từ sáng đến tối. Sau khi thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ bắt một số cán bộ tại trung tâm đăng kiểm, thì hoạt động đăng kiểm cũng được siết chặt hơn. Trung bình một phương tiện tốn khoảng 45 phút để kiểm tra. Bên cạnh đó, từ ngày 22 tháng 3, việc áp dụng thông tư mới làm đơn vị gặp một chút bất ngờ và phải làm quen với việc thay đổi biểu mẫu mới. Theo thông tư mới, xe được miễn đăng kiểm là xe chưa qua sử dụng, có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ, đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm, năm sản xuất cộng 1 năm và có đủ hồ sơ hợp lệ. Chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới được điều chỉnh lại, thời gian của chu kỳ được kéo dài hơn, góp phần giảm thiểu thủ tục, chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Cùng thời điểm, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4302S, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cũng ghi nhận số lượng lớn phương tiện đến đăng kiểm, tuy nhiên không nhiều như thời điểm trước. Trong khi đó, tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4305D, đường Tú Mở, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, sân đỗ khá vắng xe. Trong sáng ngày 22 tháng 3, chỉ lác đác khoảng dưới 10 phương tiện.